Ốm này một năm trước đã xuất hiện ở trong nhà và hôm nay cũng gần tròn một năm cũng ngày này là vốn lại xuất hiện trở về trong nhà này. Nếu không phải là năm rồi thì hôm nay đúng là ngày giỗ của vợ tôi và ngày giỗ của thằng Kim Huệ đó. Thì con bướm này lạ lắm. Và năm trước á, sau ngày giỗ chúng cũng về xuất hiện ở trong nhà này. Rồi hôm nay cũng đúng là ngày giỗ bướm lại xuất hiện. Tôi không hiểu là có gì đó hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng không lẽ đây là Huệ đã về để thăm gia đình. Đây là bốn này đại diện năm trước cũng có quay hình, cũng có ghi hình lại, cũng có chụp lại, thì đúng là đặt bốn ý như thế này. Và hôm nay đúng là ngày giỗ cũng là bốn này xuất hiện, đúng là ngày giỗ của Huệ. Nếu không là dùng lại là xuất hiện ở trong nhà, một điều rất là lạ. Cả một hai tiếng đồng hồ chứ không phải đậu rồi ai nè, lâu lắm rồi đó. Em ơi, ngày hôm qua đó gia đình có tổ chức lên giếng mộ của em để trước khi ngày hôm nay đó, làm mâm cơm để tưởng nhớ mẹ mất của em. Nhưng mà đặc biệt cái là năm rồi đó em, sau ngày giỗ của em một ngày thì có một con bướm bay vô đậu trong nhà, đậu rất là lâu, đậu không biết bao nhiêu giờ. Rồi hôm nay từ sáng sớm thì có một con bướm, cũng cái dạng con bướm giống con bướm hồi năm rồi, đậu ở trong nhà. Theo thường thường người ta nói đó, là có bướm mà đậu vô nhà thì đó là người mất đã về để thăm viếng gia đình. Mà hôm nay đặc biệt là cái ngày mất của em nữa, lại có con bướm y như vậy đó em, do đậu mà từ sáng sớm đó bây giờ vẫn còn đậu. Thì cho nên đây là một điều lạ, rất là lạ. Không biết cái đó là sao anh không biết, nhưng mà anh cho đó là một cái điểm mà là em về thăm gia đình đúng ngày giỗ của em. Thì hôm nay đó có mâm cơm để cũng có tự nhớ tới em, em về hưởng cho em. Đây là mâm cơm rất là sơ sài, nhưng mà đây là tấm lòng của anh, của gia đình nhớ đến em.
No.